Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, EVN nóng lòng tăng giá điện lần 2 để bù lỗ. Thừa điện vẫn phải nhập từ Trung Quốc, Lào. Lãng phí thế thì ai chịu trách nhiệm? Cắt điện ngày cao điểm nắng nóng là những vấn đề xung quanh việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thua lỗ cùng với những khúc mắc liên quan tới các dự án năng lượng tái tạo đã được nhiều đại biểu Quốc hội chỉ ra. Trong video ngày hôm nay trên Tin Mới của chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong các buổi thảo luận tại Quốc hội, nhiều vị đại biểu đã trình bày ý kiến cử tri cho rằng việc tăng giá điện do nguyên nhân Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lỗ lớn, tổn thất điện năng là chưa phù hợp và chưa minh bạch. Vậy quan điểm của ông Lưu Bình Nhưỡng như thế nào về vấn đề này? Ông cho biết, về vấn đề này cũng có cán bộ lãnh đạo của EVN phản ứng lại đại biểu, cho rằng cách tính tiền của đại biểu như thế là sai. Tôi thì tôi không nói về bất kỳ một bên nào sai hay đúng, bởi vì tôi không được giao trách nhiệm để phân xử vụ này. Nhưng tôi đứng ở khía cạnh của một cử tri, khía cạnh của một cán bộ, tôi thấy rằng như thế này cử tri người ta kêu là hoàn toàn đúng. Đúng ở chỗ như thế nào? Một, EVN là một doanh nghiệp độc quyền về điện. Từ trước đến nay, EVN đã có lịch sử rất lâu dài. EVN có đầy kinh nghiệm trong các lĩnh vực này và được giao trách nhiệm và được ưu tiên nhiều nguồn lực nhất. Thế thì tại sao giá điện vẫn tăng? Tại sao điện vẫn bị cắt? Tại sao sản xuất bị đình trệ khi mất điện? Tại sao đời sống của người dân khốn khổ khi mà mất điện? Vừa qua, tôi có về Thái Bình và đúng lúc sự kiện quan trọng được thực hiện, đó là một đám cưới. Mà lúc mất điện, tất cả mọi người vô cùng ngao ngán và mọi người đều khẳng định đây là do điện lực chứ không phải do ông Ủy ban Nhân dân, cũng không phải do Hội đồng Nhân dân, cũng không phải do đoàn đại biểu Quốc hội. Họ khẳng định đây là vấn đề của điện lực. Vậy rõ ràng chúng ta phải thấy rằng trách nhiệm của EVN là phải được xem xét một cách nghiêm túc. Trong khi đó vẫn có ý kiến cho rằng EVN vẫn còn có hai vấn đề mà người dân người ta rất dị nghị. Một là cái thu nhập và lợi nhuận của EVN vẫn cao. Thứ hai là EVN vẫn còn một lượng tiền để đem đầu tư và đi đường. Vậy thì chúng ta bàn đến câu chuyện này là phải xem xét ở khía cạnh tổng thể, chứ không phải như cái cách của EVN trình bày thì rõ ràng là không thể thuyết phục được đối với người dân. Vậy tình trạng Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN liên tục luân phiên cắt điện trên cả nước khiến người dân bức xúc, cho rằng việc điều hành quản lý của EVN yếu và do cơ chế độc quyền gây ra. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này là như thế nào? Ông Nhưỡng nói, khi mà ban dân nguyện của chúng tôi làm việc với EVN về việc cắt và việc không đưa hơn 170 MW điện của Tập đoàn Trung Nam hòa vào lưới điện do vụ việc tranh chấp về hợp đồng và đã đề nghị đến tận Thủ tướng Chính phủ. Ban dân nguyện chúng tôi đã thực hiện việc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chúng tôi đã làm việc với Bộ Công Thương, làm việc với EVN và các cơ quan có liên quan, Hội đồng Dân tộc của các cơ quan của Quốc hội. Ở đây chúng ta mới thấy rõ ràng là câu chuyện mà EVN đã tự ý quá nhiều và hôm đó tôi cũng nói luôn, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải xem lại một cách nghiêm túc có nên để cho EVN tiếp tục độc quyền không? Tại sao không để cho các doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp xã hội hóa, cho các nhà doanh nghiệp khác người ta đầu tư để làm điện, mà đất nước chúng ta dồi dào thêm các nguồn năng lượng mà có thể biến nó thành điện năng. Thế thì tại sao chúng ta lại cứ để cho một doanh nghiệp, còn nếu mà EVN nói rằng là họ khó khăn thì mới để cho người khác làm? Chứ nếu chúng ta để tình trạng như thế này thì chúng ta nên nhớ rằng điện là một vấn đề mang tính năng lượng, nó là năng lượng nhưng đồng thời nó là an ninh của quốc gia. Vậy thì chúng ta không thể vin vào cái cớ là vấn đề an ninh quốc gia để chúng ta giao cho một mình EVN làm. Và chính EVN lại làm mất an ninh quốc gia ở chỗ EVN không đảm bảo được đủ nguồn điện cho quốc gia, không đảm bảo cho sản xuất, không đảm bảo cho tiêu dùng thì rõ ràng là đây là vấn đề từ độc quyền mà ra. Vậy quan điểm của ông như thế nào khi mà EVN kêu lỗ và tiếp tục đề nghị tăng giá điện lần 2 vào tháng 9 tới đây? Trong khi 5 đơn vị trực thuộc EVN hiện cung cấp và phân phối điện cho 63 tỉnh thành trên cả nước lại đang có hàng chục nghìn tỷ đồng gửi ngân hàng. Ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết đây chính là cái nghịch lý. Rõ ràng người ta thấy rằng tại sao mà lương hoặc lợi nhuận thì vẫn cứ bỏ vào túi. Còn câu chuyện là nói là lỗ, thế EVN điều tiết như thế nào? Hay là cứ lãi thì EVN sử dụng, còn lại cái phần lỗ nhất thì EVN đẩy ra cho xã hội? Hay là do là lấy tiền của người dân, lấy tiền của doanh nghiệp quá dễ thì người ta làm như thế?
tôi nghĩ rằng chúng ta đừng nên đổ lỗi cho việc tăng cái nọ, tăng cái kia. Bởi vì có những vấn đề mà EVN được hưởng lợi, được hưởng không, nhưng thậm chí người ta còn từ chối. Tôi lấy ví dụ đó là tập đoàn Trung Nam. Tập đoàn Trung Nam đầu tư, họ đã bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để họ xây cả một cái trạm biến áp và tải điện để tặng lại cho nhà nước. Nhưng mà EVN nói rằng là không có cơ chế để nhận tài sản này. Trong khi trong hợp đồng và trong tất cả các quy định của Thủ tướng xin phép đã được chấp nhận và chỉ còn mỗi việc là bàn giao mà không có cơ chế để bàn giao thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện rất kỳ lạ. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì mỗi một năm phải bỏ ra 40 tỷ đồng để duy trì, bảo dưỡng cho nên người ta không muốn nhận vì người ta không muốn bảo dưỡng. Cái thứ hai là rõ ràng người ta không nhận điện vì sau khi 22 tháng tiếp nhận điện năng đưa lên lưới rồi, đem đi bán rồi, bỗng một ngày ông ta cắt điện và không theo quy định của hợp đồng. Bởi vì hợp đồng quy định rằng là phải báo trước 10 ngày, thì ông ta bắt cắt ngay lập tức và không cần phải báo cáo trước 10 ngày. Thế thì cái lượng điện của hơn 170 MW này nó tồn tại bỏ không. Thế tại sao chúng ta không đưa lên lưới mà trong hợp đồng và trong quy định nói rất rõ là cứ đưa lên lưới và quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nói là tất cả phải đưa lên lưới điện để sử dụng. Còn khi nào có giá thì chúng ta sẽ ép giá sau. Nhưng mà EVN đã tự động như thế rõ ràng là độc quyền sinh ra cái quyền lực, rõ ràng đấy là điểm bất hợp lý. Có thể chúng ta không thiếu điện cục bộ cũng có thể không phải là thiếu điện theo như cái cách nói của chúng ta bình thường bây giờ. Mà đây là do cái cách điều hành của chúng ta. Thế tại sao chúng ta không đưa nguồn điện mà chúng ta đang sản xuất ở trong nước lên lưới điện quốc gia để sử dụng? Mà chúng ta vẫn cứ đi mua điện của Trung Quốc, chúng ta vẫn đi mua điện của các nước khác là làm sao? Phải chăng có vấn đề khuất tất? Mà như người dân đã nói, có khả năng mất đi cái lợi ích nhóm và thậm chí là có những vấn đề liên quan đến tiêu cực, tham nhũng trong vấn đề này. Mới đây, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ông nhìn nhận như thế nào với sự vào cuộc này? Ông Nhưỡng cho biết, tôi rất hoan nghênh về chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng và đặc biệt là chỉ đạo về việc chúng ta phải tiến hành thanh kiểm tra các hoạt động của EVN và xem kiểm tra thực tế như thế nào để chúng ta làm rõ. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là nên giao cho Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ, thậm chí là có thể thành lập một ban thanh tra liên ngành. Chứ nếu mà chúng ta để thanh tra của Bộ Công Thương, vì Bộ Công Thương cũng chỉ trong phạm vi của ngành thôi, Bộ Công Thương lại quản lý EVN, tôi nghĩ rằng có thể dẫn đến chỗ chưa được thuyết phục, hay nói cách khác là rất khó thuyết phục mọi người. Câu chuyện khách quan hay không khách quan người ta chưa đánh giá, nhưng trong nhà lại đóng cửa bảo nhau thì câu chuyện này có thể xảy ra và thậm chí có thể dẫn đến bao che. Cho nên Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo thanh tra một mặt để chỉ đạo chấn chỉnh lại và có công điện ban hành để đảm bảo điện năng cho đất nước, đặc biệt là trong mùa nóng. Trong mùa sản xuất và trong tình hình chúng ta đang phải khôi phục lại nền kinh tế sau đại dịch thì năng lượng là một vấn đề mang tính chất quyết định. Vậy nếu chúng ta cứ để tồn tại tình trạng như thế này mãi thì rõ ràng là chúng ta làm hại cho đất nước, làm hại cho nền kinh tế, giảm sức cạnh tranh của đất nước. Cho nên cái chỉ đạo của Thủ tướng theo tôi là rất quyết liệt và tương đối kịp thời. Thưa quý vị, chiều hôm thứ Tư vừa qua, Bộ Công Thương tổ chức họp trao đổi thông tin về tình hình cung ứng điện. Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương bày tỏ mong muốn khách hàng, người dân, doanh nghiệp chia sẻ về những khó khăn về tình hình cung ứng điện. Ông Hòa cho biết, để xảy ra tình trạng thiếu điện, không đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm không thể biện minh. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về việc điệp khúc lỗ, tăng giá điện và việc rà soát trách nhiệm trong cung ứng điện trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.